Thực hiện đề án số 03 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Bắc Giang giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. Phường Trần Phú đang tích cực tuyên truyền vận động người dân không dựng rạp cưới dưới lòng đường. Anh Hà Minh Nguyên ở tổ dân phố Chili 2 là một trong ba hộ gia đình ở phường Trần Phú kinh doanh dịch vụ cưới hỏi trọn gói. Anh Huyền đã kinh doanh dịch vụ này được 9 năm, vì vậy có một lượng khách quen nhất định. Trung bình mỗi năm thường cho thuê khoảng 50 đến 60 đám cưới hỏi. Để thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố, hôm nay anh Hà Minh Nguyên đã cùng chính quyền ký cam kết. Sau khi nhận được cái văn bản của Ủy ban thành phố, chúng tôi hoàn toàn nhất trí và thực hiện đúng theo cam kết của thành phố là không dựng rạp dưới lòng đường. Thực hiện đề án số 03, đặc biệt là nội dung của công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố ngày 14 tháng 10 năm 2022 về việc chấn chỉnh tình trạng dựng rạp đám cưới dưới lòng đường. Ngày 21 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân phường Trần Phú đã có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện ngay các nội dung tuyên truyền vận động nhân dân không dựng rạp đám cưới dưới lòng đường. Các tổ dân phố đồng loạt tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của tổ dân phố, đồng thời tích cực bám nắm tình hình để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm, vận động họ chuyển địa điểm tổ chức đám cưới tại nhà văn hóa. Từ khi thực hiện cái nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang trên địa bàn thành phố nói chung, tổ dân phố Hàng Thám nói riêng, thì chúng tôi thường xuyên phối hợp các cuộc họp tuyên truyền vận động bà con nhân dân cùng chung tay thực hiện và phân công cho các chi hội, các đoàn thể ở các khu vực khi nắm bắt những cái yếu tố có dấu hiệu vi phạm thì chúng tôi thường xuyên cùng tổ công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân phường xuống thông tin cho hộ gia đình và động viên kịp thời để tránh những cái sai sót khi làm rạp dưới lòng đường, vỉa hè. Công tác tuyên truyền vận động người dân không dựng rạp cưới dưới lòng đường còn được phường Trần Phú siết chặt ngay từ khâu đăng ký kết hôn. Do đó, việc tổ chức đám cưới của người dân trên địa bàn phường cơ bản được kiểm soát tốt. Người dân cũng nhận thức được nguy cơ tiềm ẩn của những chiếc rạp cưới dưới lòng đường. Như gia đình ông bà Lê Ngọc Thành và Dương Thị Xuân ở đường Quang Trung, phường Trần Phú. Được sự vận động của chính quyền nên gia đình đã lựa chọn tổ chức tiệc cưới cho con trai tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Trần Phú và phòng hôn lễ được làm gọn trong phòng khách của gia đình. Thời gian vừa qua, phường Trần Phú đã làm rất tốt công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm cái việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, trọng tâm là không dựng rạp đám cưới dưới lòng đường. Chúng tôi tuyên truyền tập trung cao công tác tuyên truyền các điểm tổ chức sự kiện được thành phố cho phép trên địa bàn. Ngoài ra, các cặp đôi khi đến đăng ký kết hôn thì chúng tôi đều tuyên truyền ký cam kết. Để tổ chức được đồng loạt thì chúng tôi chỉ đạo cấp ủy các chi bộ tổ chức tuyên truyền quán triệt đến cán bộ đảng viên gương mẫu chấp hành. Ngoài ra thì chúng tôi tuyên truyền đến các chủ cơ sở là người cho thuê, trực tiếp cho thuê và dựng rạp đám cưới cho các hộ dân để người ta đồng thuận chấp hành cái việc nghiêm túc cái việc không dựng rạp đám cưới dưới lòng đường. Bên cạnh tuyên truyền vận động, phường Trần Phú còn quan tâm tới việc tạo điều kiện và bảo đảm cơ sở vật chất tại ba địa điểm phục vụ nhân dân tổ chức đám cưới đã được thành phố phê duyệt. Đó là hội trường Ủy ban nhân dân phường nằm trên đường Ngô Gia Tự, sân phía sau công viên Ngô Gia Tự và sân trường tiểu học Trần Phú. Sự vào cuộc tích cực của phường giúp những nội dung của đề án 03 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Bắc Giang giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 đi vào cuộc sống.